Liên danh các nhà đầu tư vừa có đề xuất gửi Bộ Giao thông Vận tải được đầu tư hoàn thiện quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên đáp ứng tiêu chuẩn cao tốc theo hình thức BOT xây dựng kinh doanh chuyển giao. Theo đó, tuyến cao tốc này sẽ được đầu tư các hạng mục hoàn chỉnh bao gồm thi công hoàn chỉnh, quy mô mặt cắt ngang, đoạn km 26 900 cộng km 63 800, tăng chiều rộng làn xe và giải an toàn, thi công các điểm dừng khẩn cấp. Ngoài ra, tuyến đường sẽ được thảm lớp bê tông nhựa tạo nhám dày 2cm trên toàn bộ mặt đường, kể cả làn dừng xe khẩn cấp để đảm bảo an toàn xe chạy theo tốc độ thiết kế đường cao tốc từ 100 tới 120 km/h. Kèm theo đó, dự án sẽ xây dựng hoàn thiện hệ thống thu phí kín, hệ thống giao thông thông minh, ITS, hoàn thiện các đường gom. Nếu được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận, dự kiến công tác lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng vào tháng 10 năm 2015, hoàn thành công tác xây dựng vào tháng 5 năm 2016. Liên danh các nhà đầu tư cũng đưa ra lộ trình thu phí từ tháng 6 năm 2016 với 6 trạm thu phí kín trên toàn tuyến. Thời gian khai thác thu phí hoàn vốn dự kiến là 21 năm, 6 tháng.